xin chào tất cả các anh em Pizza. Rồi hôm nay Pizza thì mình sẽ phép giới thiệu cho tất cả anh em ha. Đây một bộ dụng cụ làm đầu cơ chuyên dụng cho anh em ha. Đây đây cực kỳ chất lượng luôn nha anh em, chất liệu là bằng nhôm nha. Đây anh em thấy ha, chất liệu là bằng nhôm ha, cực kỳ đẹp. Đây cái loại này anh em xài được rất nhiều công dụng nha. Ok ha, rồi mình sẽ hướng dẫn cho anh em từ từ. Đây cái lỗ này là để anh em đo kích thước đầu cơ. Ok nè. Ok ha, để anh em đo kích thước độ bầu. Đây cái lỗ. Còn cái đồ này đồ xăm á, đồ bo nha anh em ha, đồ bo anh em cầm anh em vuốt vậy nè. Ok nè ha. Nó có cái phễu á, anh em thấy không? Anh em dùng để bo đầu là nó sẽ tạo ra cái độ nhám. Đây anh em thấy rõ ha. Phễu ha. Rồi tiếp theo đây là cái đồ xăm. Xăm nè. Đây. Xăm nè ha. Xăm cho cái đầu cơ anh em sẽ mềm ra. Ok, đây là đầu xăm. Còn cái này là đồ trà ha. Đây cho trà bằng. Đây trà bằng nè. Đây anh em muốn trà trà thẳng như vậy cũng được. Ok, anh em muốn trà kiểu này cũng được, không anh em trà. Nó có đồ trà bo bầu nè. Ok ha, anh em vuốt vậy cũng được. Ok nè. Ok ha, đồ bo bầu và đồ đo bo bằng. Đây nè, anh em thấy đồ bằng ha, bầu. Ok ha. Rồi ok, tiếp theo nữa là đây là cái loại lưỡi dao để cắt đầu. Cắt đầu như thế nào nè, đây. Khi mà cái đầu cơ anh em quýnh nó bị bè ra, nó bị dư, anh em cắm thẳng vô đây nè, anh em thấy rõ không, thẳng vô đây ha. Đây ok, nó bằng sóng nè. Ok, anh em cứ vuốt ra. Ok, thì cái nào nó sẽ dư ra thì nó sẽ cắt ra được cái phần dư đó. Ok, cái này gọi là dao đứng nha. Đây dao đứng nè, anh thấy con hàng không, dao đứng nè ha. Cái nào dư ra thì anh em bỏ lên anh em vuốt thôi, cái nào dư ra nó sẽ gỡ ra. Rồi khi mà anh em mà muốn dán cái đầu cơ bằng cái dụng cụ này á, là cái đầu cơ nó xúc ra ngoài ha. Anh em muốn lấy cái mặt bằng cho nó phẳng để anh em dán đầu thì anh em cắm vô đây. Đây anh em cắm vô đây nè, anh em thấy cái lưỡi dao không? Anh em cắm vô đây, anh em chỉ cần gọt vậy nè, là cái mặt phẳng vô đây nè. Cái mặt phẳng đường ngang á, nó sẽ bằng lại cho anh em ha. Cái mặt phẳng đường ngang nè. Ok ha. Nó sẽ bằng lại cho anh em. Đây, anh em chỉ cần cắm vào và anh em vuốt thôi. Nó sẽ bằng lại cho anh em ha. Anh em để anh em dán cái đầu cơ vô nó khít hơn. Ok, cái này là dụng cụ làm đầu cơ đa năng nha. Đây là cái dụng cụ làm đầu cơ đa năng. Anh em nào cần thì anh em có gì liên hệ với shop thì được hỗ trợ nha. Pizza thông minh nha anh em ha. Rồi anh em cần tư vấn loại nào, phụ kiện nào anh em comment xuống dưới thì mình sẽ hỗ trợ cho anh em. Ok, xin cảm ơn tất cả anh em nha. Anh em nào thấy hay anh em vui lòng cho mình xin một like nha. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em.